Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2 là văn học Phật giáo Nam Tông Theravada. Phần định nghĩa về Nam Tông, Thera có nghĩa là trưởng lão, cộng với từ Ovada có nghĩa là lời dạy. Lời dạy của những vị trưởng lão trong kỳ đại hội kết tập giáo điển Phật giáo lần thứ nhất, từ Theravada đã được sử dụng đầu tiên cho hệ thống kết tập giáo điển Phật giáo lần thứ nhất, gồm hai phần: Dhamma Vinaya. Dhamma có nghĩa là giáo pháp, Vinaya có nghĩa là giới luật. Dhamma Vinaya đọc tắt là pháp và luật của Đức Phật Gautama. Hệ thống pháp luật này dung chứa toàn bộ lời dạy của Đức Phật trong suốt 45 năm đi thuyết pháp của Đức Phật qua nhiều vùng miền khác nhau. Đức Phật viết toàn bộ hệ thống giáo thuyết trong kỳ kết tập tâm tạng, kết tập giáo điển Phật giáo lần thứ nhất, thì hệ thống này đã được hoàn chỉnh, dung chứa toàn bộ lời dạy của Đức Phật. Thế là thứ nhất gọi là gì? Thể dạy thứ nhất được gọi là gây giá, là ứng tụng. Thứ hai là gatha, là kệ. Thứ ba là vayakarana, là gì? Lý thuyết. Thứ tư là jataka, là bổn sinh. Thứ năm là aphuta, vị tần hữu. Thứ sáu là udana, gọi là cảm hứng ngữ. Thứ bảy là gì? Itivuttaka, là như thị thuyết. Thứ tám là vedana, phương quản. Thứ chín là sutta, kinh. Tổng cộng 9 thể loại văn học này, thông qua 9 thể loại văn học này đã dung chứa toàn bộ lời dạy của Đức Phật được kết tập giáo điển Phật giáo lần thứ nhất, là pháp và luật tham ở miền Nam. Và tại đây, hệ thống giáo luật của Đức Phật, hệ thống văn học của Đức Phật đã được hoàn chỉnh. Toàn bộ lời dạy của Đức Phật được thông qua 9 thể loại này diễn tả, đã được làm cho rõ, hình thành, đã dùng những cái thể loại gọi là nghệ thuật văn học của thời bấy giờ diễn tả, làm cho mọi người có thể nghe hiểu được là nhà Đức Phật. Gặp một số người thì Đức Phật ngài giảng lấy cái câu chuyện trong quá khứ mà ngài dẫn chuyện, và sau đó ngài giới thiệu cái hệ thống giáo pháp của ngài. Hình thức đó được gọi là hình thức gì? Jataka, sử dụng cái cổ tích để mà dẫn chứng cái lời dạy và giáo pháp. Có những cái đoạn thì Đức Phật ngài phải dùng cái kệ ngôn, chẳng hạn là sappa passa akaranang kusala sappasambada sacitta pariyodapanang etang buddha nasasanang mano bhupang gama thamma mano seta mano maya manasace basanena phasatiwa karotiwa tato nang dukkhaman veti chắc căng qua hoa hà tô ba đăng mà nô bốc băng à ma tham ma ma nô sê tha ma nô mai ya ma na sa chê ba san nê na pha sa ti hoa ca rô ti hoa ta tô năng sô khả an vê ti cha ya hoa na ba yi ni. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm chủ tâm tạo tác, nếu với ý trong sạch nói lên hay hành động, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm chủ tâm tạo tác, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, đau khổ sẽ theo sau như chân xe vật kéo. Thì trong cái thể loại văn học, có nhiều thể loại văn học, Đức Phật đã sử dụng 9 thể loại văn học để diễn tả giáo pháp của ngài. Đó, giống như cái thể loại văn học thể kệ, hoặc là thông qua cái thể, một cái dạng giống như là cái dạng, tức là cổ tích, Đức Phật đã dẫn giải để đưa cái người nghe đi đến cảm nhận về giáo pháp của Đức Phật. Hoặc là Đức Phật đã tự thuyết lên những cái cảm xúc của mình. Đức Phật đã cảm xúc của mình là chẳng hạn là xuyên qua nhiều kiếp sống, như là đi thanh thang trong vòng sanh tử luân hồi này để tìm mà không gặp người xây dựng ngôi nhà kia. Hỏi này ma vương, ngươi đã được tìm thấy bao nhiêu cái tham ái, bây giờ đã gãy lìa nát tan. Bao nhiêu cái đuôi mè kèo cột của ngươi đã bây giờ đã bị bẻ gãy lìa nát tan. Đây là một cái cảm hứng ngữ udana, cái cảm hứng ngữ Đức Phật đã tự thốt lên khi mà ngài đắc quả giống cây bồ đề, lang thang vạn kiếp luân hồi tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này. Ôi đời sống thật buồn thay, bèo mấy bến cũ vằn xoay lối về. Hỡi này anh thợ nhà kia,
rôi mè kèo cột gãy lìa nát tan, bao tham ái thảy tiêu tan, thân ta thắng đạt niết bàn thảnh thơi. Đời sống chúng ta đó, Đức Phật đã sử dụng rất là nhiều cái môn nghệ thuật văn học khác nhau để diễn tả cái hệ thống giáo lý của Đức Phật. Và thông qua cái hệ thống văn thể là văn học này, Đức Phật đã trình bày cái hệ thống giáo pháp của Ngài, làm cho người nghe cảm nhận và đắc chứng được đạo quả tư đầu bờn, tư đà hàm, a la hàm, a la hán, đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đắc được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và sinh tử thông. Đó chính là một trong những cái thể loại văn học người nghe đến gần với cái lời dạy, trạng thái giải thoát của tâm, làm cho mọi phiền não không còn có cơ hội để sinh lên nữa. Như vậy, diện mạo của văn học Phật giáo Nam Tông theo Phara được bao gồm trong chín thể loại văn học và trong hệ thống tam tạng giáo điển của Đức Phật. Tam tạng là gì? Tam là ba, tạng là gì? Là vỏ chứa, được phiên âm từ tiếng Pali gọi là Tipitaka. Ti có nghĩa là tá vô, có nghĩa là ba. Pitaka có nghĩa là vỏ chứa. Dịch sang tiếng Hán là tam tạng, dịch sang tiếng Việt là ba vỏ chứa lời dạy của Đức Phật, gồm có Sutta-pitaka, Vinaya-pitaka và Abhidhamma-pitaka. Đó là kinh tạng, Vinaya là luật tạng và Abhidhamma-pitaka gọi là Adhidhamma tạng. Hệ thống tam tạng này chính là một hệ thống tam tạng đã được kết tập trong cái đại hội kết tập giáo điển Phật giáo lần thứ 3 vào năm 218 dưới triều đại của Đức vua Ashoka, đã hình thành nên dòng văn học này. Và chính hệ thống tam tạng này đưa ra cho chúng ta những cái lời dạy đặc biệt nhất, cơ bản nhất, được cho rằng chính của Đức. Ngày nay chúng ta tiếp cận nhiều thể loại văn học của Phật giáo, tiếp cận rất là nhiều giáo lý Phật giáo. Trong các loại Phật giáo đó, Phật giáo Theravada được gọi là Phật giáo chính truyền, Phật giáo cội nguồn. Nhiều cái giáo thuyết đã được pha vào trong quá trình hoằng pháp, đã được bị hiểu sai trong quá trình thuyết giảng, khi thuyết giảng giáo pháp. Cần đến cái bộ gì? Đó được gọi là bộ Atthakatha, được gọi là bộ chú giải. Nhiều lúc chúng ta đọc chung bộ kinh, chúng ta đọc trường bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tương ứng bộ kinh, tiểu bộ kinh, gọi là đi mát sa man khúc, đi khắp nhá, là trường bộ kinh, mát là mát chimanika nhá, gọi là trung bộ kinh, xăm là xăm dứt tát nika nhá, là tương ứng bộ kinh, ăn là ăn vứt ra nika nhá, gọi là tăng chi bộ kinh, khúc ra khắp nika nhá, gọi là tiểu bộ kinh. Năm bộ kinh này khi mà chúng ta đọc, nhiều lúc chúng ta không hiểu hết được cái lời dạy của, do chúng ta có tiếp nhận nhiều cái nguồn thông tin khác nhau, nhiều hệ thống giáo dục khác nhau, và chúng ta hiểu cái định dạng ngôn ngữ khác nhau. Do đó cho nên chúng ta có thể hiểu lầm cái ý nghĩa giáo pháp của Đức Phật. Cho nên trong hệ thống tam tạng Phật giáo Theravada còn có một hệ thống đặc biệt khác, đó là hệ thống Atthakatha chú giải. Hệ thống chú giải gồm có trên gần cả trăm bộ sách. Chú giải này là một hệ thống chú giải đặc biệt, nó diễn tả toàn bộ dạng cho chúng ta hiểu một cách chắc chắn về lời dạy của Đức Phật. Cái bộ Dikhanika giá là trường bộ kinh đó, thì nó có bộ Silak Khanh Thác Quát Ngát Atthakatha, tức là chú giải cho trường bộ kinh. Rồi nó có bộ chú giải là Maha Quát Ngát cho trường bộ kinh. Ở trong trường bộ kinh nó có 5-6 bộ cái bản chú giải khác nhau. Trong Samyutta Nikaya cũng có những bộ chú giải khác nhau, tăng chi, tiểu bộ, vân vân. Có nhiều cái bộ chú giải khác nhau. Chính những cái bộ này là những cái bộ làm rộng nghĩa cho những lời dạy Đức Phật. Khi Đức Phật nói, Ngài nói thân hành là gì? Thân là cơ thể đúng không? Hành là hành động đúng không? Hành động có thể có đây có nghĩa thì mình hiểu đi bộ đúng không? Được không? Thân hành có thể là mình được hiểu theo là đi bộ, hay là đi hành thiền, hay là đi thiền hành, hay đi kinh hành. Hiểu theo nghĩa này được không? Được, nhưng mà hiểu như vậy là sai. Do đó cho nên chúng ta cần thêm một bộ chú giải là trong cái ngữ cảnh đó. Khi mà có những đoạn Đức Phật sử dụng cái từ thân hành đây đó, nó có nghĩa là hơi thở. Hơi thở có phải thân hành không? Tại sao nếu mà không gọi là, nếu mà hơi thở gọi là thân hành? Biết tại sao mà hơi thở gọi là thân hành không? Tại vì mà hơi thở chấm dứt thì thân này còn hành nữa không? Thì gọi là gì? Người qua đời. Có nhiều đoạn chú giải nói nó chính là hơi thở. Và do đó cho nên khi chúng ta đọc kinh sách qua năm bộ kinh đi mát sau phút, tức là trường bộ, tăng chi, trung bộ, tiểu bộ và tương ưng, thì chúng ta cần cái bộ chú giải để làm rõ nghĩa cái đoạn đó Đức Phật dạy. Khi mà đọc kinh
nhiều lúc chúng ta đọc đừng có nghĩ rằng là mình hiểu đúng. Đó cho nên Phật giáo Theravada, tức là lời giảng của vị trưởng lão, phải thêm vô cái bộ gọi là Attakatha, gọi là chú giải. Rồi có cái bộ Tika, Tika có nghĩa là phụ chú giải. Rồi có cái bộ Anuttika, tức phụ chú giải. Đó cho nên cái hệ thống chú giải này nó có khoảng tới 26 bộ, tổng cộng nó tới 51 bộ chú giải khác nhau. Chú giải và phụ chú giải tổng cộng là 51 bộ. Văn học Phật giáo Nam Tông Theravada, Tống Tâm Tạng, Tipitaka còn có hệ thống Attakatha, chú giải và phụ chú giải. Chính hai cái hệ thống này nó hình thành lên cái mảng văn học Phật giáo Nam Tông Theravada. Sử dụng gì? Ngôn ngữ Bali. Bali chính là thánh ngữ. Tại sao gọi là thánh ngữ? Bởi vì đây là ngôn ngữ dùng để chứa đựng cái lời dạy của bậc thánh, gọi là thánh ngữ. Bali là một ngôn ngữ của miền Trung Ấn Độ, thiên về hướng Tây Nam. Tại đây là cái ngôn ngữ này đã được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau trở thành một ngôn ngữ phổ thông. Và bất kỳ một cái chủng tộc, một cái dòng tộc, một bộ tộc, một quốc gia nào cũng đều sử dụng ngôn ngữ Bali, bởi vì nó chính là ngôn ngữ phổ thông. Sau này cái ngôn ngữ này, và nó qua nhiều cái triều đại khác nhau, qua nhiều cái cơ chế chính trị khác nhau, và quốc gia của đất nước Ấn Độ đã trải qua nhiều cái sự mà biến chuyển, nhiều cái thời kỳ chiến tranh khác nhau, là do di chuyển của các thời kỳ của các cái dòng sông, của thời tiết và của khí hậu, nó đã thay đổi cái diện mạo văn hóa ngôn ngữ của Ấn Độ thời xưa. Bali mất dần đi cái tính phổ thông của nó trở thành là một cái ngôn ngữ là tử ngữ, không còn là sinh ngữ nữa. Người ta sử dụng, Ngài Bồ Tát Cô Sa đã sử dụng ngôn ngữ tử ngữ này đó, dung chứa toàn bộ cái lời dạy Đức Phật. Cho nên được gọi là Pali Ye Gia Tiết, có nghĩa là cái ngôn ngữ bảo vệ. Bảo vệ cái gì? Hộ trì cái gì? Hộ trì giáo pháp của Đức Phật. Ngôn ngữ bảo vệ của Đức Phật. Ngày nay trên thế giới, các nhà học giả, các nhà nghiên cứu về đạo Phật, người ta thống nhất với nhau, bộ Tam Tạng Pali của Phật giáo Theravada là bộ Tam Tạng chính thống nhất của đạo Phật, được tin tưởng và được trở thành là một cái hệ thống nghiên cứu chuẩn, và dựa vào cái hệ thống đó để so sánh với các nguồn tư liệu khác để cho rằng nó đúng hay là sai, làm bật lên cái ý nghĩa giáo pháp trong quá trình nghiên cứu. Do đó cho nên bộ Tam Tạng Thánh Điển Pali chính là bộ Tam Tạng đặc biệt nhất của Phật giáo Theravada, hệ thống của nghiên cứu Phật giáo thế giới. Các nhà nghiên cứu Phật giáo thế giới đã cùng đồng thuận là ngôn ngữ Pali, Tam Tạng Pali chính là bộ Tam Tạng quan trọng dùng để nghiên cứu về Phật giáo Theravada. Ngôn ngữ của Phật giáo Theravada chính là ngôn ngữ Pali dùng để ghi chép toàn bộ lời dạy của Đức Phật, và đây chính là ngôn ngữ chính. Ngôn ngữ mà Phật giáo Theravada cho rằng đó là thánh ngữ, dùng để ghi chép và dung chứa toàn bộ lời dạy của Đức Phật Thích Ca Gautama. Và ngày nay ngôn ngữ này trở thành là một trong những cái nguồn cảm hứng cho các nhà nghiên cứu về cội nguồn của ngôn ngữ Pali, về nguồn gốc của Pali, và đồng thời người ta nghiên cứu về văn phạm Pali, về danh tự Pali và những cái từ nguyên ngữ của Pali để áp dụng cho các công trình nghiên cứu về Phật học, và trở thành một cái đề tài hấp dẫn cho các nhà nghiên cứu Phật học mà chính thống trên thế giới. Ngày nay Pali trở thành là một trong những cái ngôn ngữ biến thể, trở thành là một trong những cái ngôn ngữ của nhiều quốc gia thuộc Đông Nam Á, như là người quốc gia Miến Điện, người ta sử dụng cái văn phạm Pali trong ngôn ngữ Miến, cũng như là người ta sử dụng cái ngôn ngữ Pali trong cái quan hệ đời thường. Người Campuchia, trong ngôn ngữ của Campuchia thì có khi cái ngôn ngữ Pali đóng khoảng 40% cái ngôn ngữ giao tiếp của người dân Campuchia, thì trong đó họ nói về Pali cũng khá nhiều. Họ sử dụng ngôn ngữ Pali trở thành cái ngôn ngữ của quốc gia, dân tộc của họ, đời sống và quan hệ của chúng. Thái Lan cũng vậy, rồi Miến Điện cũng vậy, Tích Lan cũng vậy, và Lào cũng vậy, ngay cả Việt Nam chúng ta cũng sử dụng ngôn ngữ Pali. Việt hóa cái ngôn ngữ Pali này trở thành những cái ngôn ngữ đời thường, như Bục. Bục là gì? Bục là một từ được sử dụng vào thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch để nói về Buddha. Bục là một từ gọi tắt của chữ Buddha, có nghĩa là Đức Phật. Đó chính là ngôn ngữ Pali. Từ gì? Từ ngôn ngữ Pali nó có cái từ gì mà nó nằm trong ngôn ngữ dân gian Việt Nam chúng ta? Từ Bục là từ gì nữa? Ngôn ngữ Phật học đã đi vào trong đời sống dân gian Việt Nam chúng ta, đó là từ gì nữa? Nghiệp.
đã mang lấy nghiệp vào thân, chớ đừng có trách trời gần trời xa. Đúng không? Từ nghiệp này của Đạo Phật. Và người dân Việt Nam đã sử dụng từ nghiệp này vào trong đời sống, sử dụng ngôn ngữ của mình. Có từ duyên không? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Ẩm ngã trà hoàng, hè ngã cảng, đô thành về cổ dị năng chung. Có duyên ngàn dặm cũng gặp nhau, không duyên gan tất như xa nghìn trùng. Trà xin trả đi không, thành đô tiếng trống thì thùng về trương. Đó là một trong những cái ngôn ngữ chữ duyên được sử dụng trong trống văn học dân gian Việt Nam chúng ta. Có không? Cô có nghe cái từ duyên và nghiệp này chưa? Từ nào mà dân tộc Việt Nam chúng ta ưa xài? Bục. Từ gì nữa? Xá lợi. Xá lợi đó là từ Phật học, từ tiếng Ba Bali. Trong hệ thống văn học Việt Nam chúng ta có nhiều cái ngôn ngữ được xuất phát từ Đạo Phật, từ Bali, và đã được Việt hóa và trở thành cái ngôn ngữ bản địa người dân Việt Nam chúng ta. Đó. Vu Lan. Vu Lan là gì? Hiểu theo nghĩa Việt Nam là gì? Xá tội vong nhân. Cái Việt Nam có lễ hội rằm tháng 7 là lễ hội gì? Còn Đạo Phật có lễ hội gì? Vu Lan. Bồ. Đời sống dân tộc Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam có sử dụng nhiều cái ngôn ngữ Bali, Sanskrit, ngôn ngữ Phật học trong cái đời sống quan hệ giao tiếp, trong văn học và trong thi ca của người dân Việt Nam, bằng những cái từ nghiệp duyên, bằng những cái từ Vu Lan, xá tội vong nhân, hoặc cái từ gì, xá lợi, vân vân, và một số các từ khác sau này chúng ta có điều kiện tìm hiểu thêm. Như vậy từ cái hệ thống mà Tâm Tạng và chú giải này đã hình thành nên một cái dòng văn học, dòng văn học đó gọi là văn học Bali Phật giáo Theravada Nam Tông. Phật giáo Nam Tông Theravada là gì? Văn hóa Phật giáo là gì? Một cái định nghĩa tương đối đơn giản, đó là nếp nghĩ cách làm của tăng ni Phật giáo Theravada. Nếp nghĩ là gì? Là cái cách suy nghĩ mang lấy nghiệp vào thân, chớ đừng có trách trời gần trời xa. Thì đó là gì? Chúng ta đã sử dụng cái chữ gì của Đạo Phật? Chữ nghiệp trở thành cái gì? Nếp nghĩ người dân Việt Nam chúng ta rồi, là văn hóa Phật giáo. Mà nói đến chữ nghiệp thì nói đến cái gì? Nói đến quy luật gì? Nhân quả. Hiểu liền thế chứ? Như vậy cái giá trị của văn hóa Phật giáo Theravada, cái từ nghiệp vào Việt Nam, thì nó trở thành cái nền văn hóa bản địa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Thay vì mà nói nhân quả thì 20 chữ người ta khó hiểu, nói chữ nghiệp nó hiểu luôn. Như vậy văn hóa Phật giáo Nam Tông chính là nếp nghĩ cách làm của tăng ni Phật giáo nguyên thủy Theravada Nam Tông. Nó bao gồm những cái sản phẩm tinh thần và vật chất. Phật giáo Nam Tông ăn chay ăn mặn. Phật giáo Nam Tông hiểu sai lầm Phật giáo Nam Tông hết. Nói về Phật giáo Nam Tông cho quý vị nghe. Phật giáo Nam Tông Theravada ăn theo phương pháp tam tịnh nhục, không có chay không có mặn, ăn rau quả, rau củ cho nó hài hòa, cho nó vui thôi. Chữ chay nó đây có nghĩa là chay chứ không phải là chay. Chay tiếng Hán có nghĩa là thanh tịnh. Như vậy Phật giáo Nam Tông thì ăn tam tịnh nhục là không, tam là ba, tịnh là thanh tịnh trong sạch, nhục là thịt. Ăn thịt mà ăn ba cái loại thịt mà thanh tịnh sau đây. Thứ nhất là không thấy người ta giết con vật nó cho mình ăn, không nghe con vật nó rên xiết dậy chết, và không nghi ngờ người đó giết cho mình ăn, gọi là tam tịnh nhục. Như vậy Phật giáo Nam Tông ăn sao? Ăn tam tịnh nhục. Như vậy Phật giáo Nam Tông được ăn là tam tịnh nhục, và đó chính là điều khác nhau với Phật giáo Bắc. Không, cái Phật giáo Nam Tông là Phật giáo ăn theo tam tịnh nhục. Thế nghĩa là nó gồm có các sản phẩm về văn hóa và tinh thần. Sản phẩm theo ra văn hóa là Phật giáo Nam Tông là ăn tam tịnh nhục. Đó là cách ăn uống của Phật giáo Nam Tông, khác với các truyền thống Phật giáo khác. Đối với vị Phật giáo tạo truyền ăn chay ăn mặn, ăn gì? Cũng không ăn chay, cũng không ăn mặn, mà ăn gì? Tam tịnh nhục. Tôi lên Đà Sala tôi sống với Phật giáo tạng truyền rồi, ăn thịt trâu lùng. Như vậy Phật giáo của tạng truyền cũng ăn tam tịnh nhục. Và một vài cái thông tin chúng ta nghe để chúng ta làm giàu thêm cái phần mà kiến thức, tư duy và cái thông tin thêm một chút. Như vậy về cái sản phẩm tinh thần nó gồm có những cái tín ngưỡng, như Phật giáo Nam Tông có tín ngưỡng thờ cây Bồ Đề không? Có. Phật giáo Nam Tông thờ cây Bồ Đề, trồng cây Bồ Đề. Con xin lễ bái các Phật,
bảo tham xa lợi kiếm thân Phật Đà. Bảo tham xa lợi kiếm thân Phật Đà, bồ đề khắp cõi Sa Bà, thờ cái xá lợi, lễ bái cái xá lợi rõ ràng. Như vậy là Phật giáo Nam Tông Theravada có cái tín ngưỡng thờ gì? Thờ cái bồ đề. Có thờ gì nữa? Có tín ngưỡng gì nữa? Thờ gì nữa? Thờ xá lợi của Đức Phật Bảo Tháp Xá Lợi. Có thờ gì nữa? Kim thân Phật. Có thờ không? Như vậy là bên Nam Tông có ba cái tín ngưỡng: thờ kim thân Đức Phật, thờ xá lợi của Đức Phật và thờ cây bồ đề. Đó là tín ngưỡng của Phật giáo Nam Tông Theravada. Văn hóa của Phật giáo Nam Tông còn cái gì nữa? Về phương pháp thực hành thì có phương pháp gì? Có cái phương pháp hành thiền nổi tiếng thế giới là hành thiền gì? Phương pháp thiền gì? Vipassana được gọi là minh sát tuệ, hay là thiền tứ niệm xứ. Đó là môn thiền đặc biệt của Phật giáo Nam Tông Theravada. Ngày nay chúng ta thấy có nhiều vị thiền sư xuất phát tại quốc gia Myanmar, Miến Điện đã đến tại Việt Nam chúng ta dạy ở các trường thiền, như trường thiền của Thượng tọa Bủ Chánh ở Thiền viện Phước Sơn, trường thiền của Thượng tọa Pháp Chất ở Thiền viện Nguyên Thủy và một số các trường thiền khác ở Việt Nam chúng ta, các trung tâm thiền khác như Tịnh Xá, Ngọc Thành ở Thủ Đức và một số vài các trung tâm khác, có thỉnh ở rải rác ở miền Nam, miền Trung và miền Bắc. Có nhiều các trường thiền đã mời thỉnh nhiều vị thiền sư Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Campuchia đến dạy thiền cho Phật tử và cho tăng ni của chúng ta học về môn thiền tứ niệm xứ Vipassana. Đó cũng chính là gì? Là văn hóa của Phật giáo Nam Tông. Phật giáo Nam Tông giới thiệu triết học. Triết học là triết học gì? Điều khác là nói chung triết học của Phật giáo Nam Tông Theravada là gì? Tùy thuộc phát sinh. Tùy thuộc phát sinh chính là gì? Là triết học của Phật giáo Nam Tông tùy thuộc phát sinh. Avijja paccaya sankhara, sankhara paccaya vijnana, vijnana paccaya sala yatana, sala yatana paccaya passo, passa paccaya vedana, vedana paccaya tanha. Vô minh duyên cho hành, hành duyên thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục, nhập nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên thủ, thủ duyên lão tử, lão tử duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử, lão tử duyên gì? Duyên vô minh. Như vậy tùy thuộc phát sinh, do cái này có cái kia phát sinh, do cái kia có cái nọ phát sinh. Đó chính là triết học của Phật giáo Nam Tông Theravada. Có triết học nhân quả không? Có triết học về nghiệp không? Có. Đó là một trong những cái sản phẩm văn hóa của có triết học về duyên. Có duyên nè, nghiệp nè, tùy thuộc phát sinh nè. Đó là một trong những triết học phổ thông. Vô thường, khổ não, vô ngã, anicca, vata, sankhara, anitta, anicca, vata, anicca, rồi anatta, rồi dukkha. Vô thường, khổ não, vô ngã, có phải là triết học của Đạo Phật không? Cái sản phẩm văn hóa của Phật giáo Theravada về tinh thần là giới thiệu cái tính triết học. Đó là triết học tùy thuộc phát sinh, triết học về duyên, triết học về nghiệp, triết học về vô thường, khổ não, vô ngã. Triết học về gì? Về tính không. Vô ngã đó là tính không. Và sản phẩm văn hóa của Phật giáo Nam Tông giới thiệu thêm một cái phần nghi lễ. Nghi lễ là gì? Nghi lễ chính là bộ quy tắc ứng xử của tăng ni và Phật tử, ứng xử trong đời sống, trong tu viện và trong đời sống hàng ngày, để tạo nên tính đồng thuận, tạo nên sự trong sạch, tạo nên sự thanh tịnh. Thân khẩu ý được trong sạch, được thanh tịnh, giữ giới để hành thiền định và để đạt đến trí tuệ. Nghi lễ Phật giáo Nam Tông là chính là bộ quy tắc ứng xử mà Đức Phật đã ban hành để cho tăng ni Phật tử cùng ứng xử trong đời sống hàng ngày, trong đời sống tu viện, trong đời sống thế tục.
giúp đỡ cho tăng ni và Phật tử, làm trong sạch cái đời sống của mình, làm trong sạch cái ngôn ngữ, tức là thân là khẩu, làm trong sạch thân, khẩu và ý, làm cho thân khẩu ý được trong sạch, giúp vị đó tiếp cận được gì? Với giới, với định tuệ, để mà tu tập đạt được đạo quả giải thoát. Như vậy, nghi lễ Phật giáo Nam Tông chính là bộ nguyên tắc ứng xử giúp cho người tu hành đạt được đạo quả giải thoát, giác ngộ và niết bàn. Cái giáo dục của Phật giáo Nam Tông theo Theravada dựa trên cái giáo dục gì? Dựa vào cái gì để giáo dục? Mục tiêu của giáo dục của Phật giáo Nam Tông Theravada, mục tiêu của giáo dục Phật giáo Nam Tông Theravada là một cái gì? Hả? Hả? Không, sai đó. Giáo dục trí tuệ để làm gì? Giáo dục cho người ta tu học để giải thoát. Cái mục tiêu cái giáo dục của Phật giáo Nam Tông Theravada là để giải thoát phiền não. Giải thoát phiền não. Đó là mục tiêu, mục đích. Mình tu đây để làm gì? Để có trí tuệ. Mình tu đây với mục đích mà nhận cái sự giáo dục từ các thầy cô, từ các vị trưởng lão, từ những các vị thầy, ni trưởng, ni sư, từ các vị hòa thượng, từ các ni trưởng, từ các ni sư, từ các thượng tọa, từ các đại đức, từ các sư cô, từ các vị thức sa ma na ni. Từ cái gì? Với mục đích duy nhất thôi. Đó là giải thoát các phiền não. Đó là mục đích giáo dục. Và các phương pháp giáo dục là gì? Phương pháp gì? Phương pháp giáo dục của Phật giáo Nam Tông Theravada là giúp cho con người ta bằng các phương pháp gì? Hả? Phương pháp gì? Vung trồng, giới, định tuệ. Vung trồng tức là làm cho nó phát triển lên, nuôi dưỡng cho nó phát triển lên. Phát triển cái gì? Phát triển cái giới, mà giới là giới các bậc thánh. Vì khi có giới trong sạch thì giới năng sanh định, định năng sanh tuệ và tuệ năng sanh giải. Giáo dục và cái văn hóa Phật giáo chính là nếp nghĩa cách làm của các bậc thánh. Nó bao gồm những cái sản phẩm tinh thần và vật chất. Vật chất là gồm có các vị đó trong đời sống, vừa có pháp y về nghi lễ này. Bên Nam Tông thì mặc y hay mặc áo? Y bản chất cũng chính là áo, nhưng mà nhìn xưa modern cũ lắm nha. Sư đang mặc một y này modern cũ lắm nè. Mấy cô đó mặc đồ mới không nè, modern 2500 năm rồi. Kiểu này 2500 năm rồi không thay đổi. Và kiểu này trong luật Đức Phật gọi nó là gì? Phước Điền Y. Một lần nọ Đức Phật cùng với đại chúng Tỳ Kheo đi đến cái thành phố là Dakshinada đó. Thì tại đây Đức Phật đã nhìn thấy những cái thửa ruộng và nó được khoảng cách bởi các bờ ruộng. Thì Đức Phật ngài mới kêu ngài Ananda tới rằng là này các thầy Ananda, con có thể mai những cái y của chư tăng, của các tỳ kheo giống như thửa ruộng này không? Thì ngài Ananda trả lời là bạch Đức Thế Tôn, con có thể mai được. Mà ngài Ananda đã mai cái bộ y đó. Và khi đính trình cho Đức Phật, Đức Phật ngợi khen và nói rằng đây chính là phước điền y, hay là phước điền y, gọi là ruộng phước. Cho nên tại sao vào cái mùa tự tứ đã hạ rằm tháng 7 hoặc là rằm tháng 9, 16, tháng 9 chúng ta làm lễ dân pháp y phúc điền, đó chính là cái y mà khi chúng ta đắp lên trên mình đúng theo luật của Phật. Và đó cũng chính là điểm khác nhau của Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông. Khi của các sư là được mang theo đúng luật của Đức Phật, nó có bao nhiêu điều, khoảng cách là bao nhiêu, khoảng đó vậy nè. Màu bên Nam Tông của Phật giáo Nam Tông, cái màu y ấy, thì có ba màu. Một là màu, Phật giáo Nam Tông mặc màu có ba màu. Một, màu thứ nhất là màu măng cục chính. Màu măng cục chính là màu nào? Màu măng cục chính. Chính đó có ba loại chính. Chính, hờm hờm, nhiều và chính rụp là nó. Như vậy cái màu y bên Nam Tông có màu măng cục chính nè, màu vàng, mít nè. Và màu gì? Màu cam. Đây chính là ba màu này trộn lại với nhau. Thành ra quốc gia Miến Điện thì mặc màu này. Màu vàng mít thì quốc gia Thái Lan họ chọn. Màu cam thì quốc gia Tích Lan và Campuchia họ chọn. Còn màu mà màu vàng mà pha với một chút màu đất sét thì đó là quốc gia Lào họ chọn. Riêng Việt Nam, Nam Tông Kinh Việt Nam chưa chọn màu nào hết. Cho nên mặc luôn cả bốn màu. Đó là màu mít.
màu vàng bùn đất sét, màu vàng đất sét, màu măng cụt chín và màu cam. Cho nên là thấy ông sư Nam Tông kinh